Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với showroom của Kỳ Lân Luxury. Hôm nay thì Kỳ Lân sẽ giới thiệu sơ bộ về những sản phẩm và dịch vụ của Kỳ Lân. Đầu tiên mình sẽ đi về sản phẩm chủ đạo từ xưa đến giờ là điện thoại vô tu. Ok. Em ơi, lấy giùm anh một số cái điện thoại vô tu lên đây để anh giới thiệu cho quý xem trước. Từ vô tu mình sẽ chuyển qua nữ trang và thời trang cũng như là đồng hồ. Ok, bây giờ mình sẽ lên cho anh vài con vô tu và nguyên khối đi em. Con của anh đang xài đây cũng được, đây là full kim. Từ những con lấy vài con cho anh luôn. Ok, con vô tu vàng khối, tất cả vỏ ngoài nó đã đúc bằng vàng nguyên khối 18K U750. Gốm thì ceramic da bê, đây là con bản mà màu gold bằng khối mà được nhiều anh em, nhiều bác, nhiều quý khách chọn lựa nhất, bởi vì nó đẹp và giá nó chuẩn ở gọi là mức hợp lý. Và con này thì cũng y chang con kia nhưng mà nó khác biệt, tên gọi của nó là Cloud de Paris, bởi vì nó thiết kế cái thân sườn, thân vỏ nó như thế này nè. Thì trong cái giới chung người ta sẽ gọi nó là Cloud de Paris đây. Y chang hay con y chang, khác nhau về cái khía cạnh ở ngoài cũng như là trên mặt kính phím và xương cá. Rồi đây là một bản đặc biệt mà Kỳ Lân đã thiết kế design tạo một phong cách khác biệt mang cá nhân hóa cho khách hàng, từ một con trơn mà khách hàng yêu cầu thì Kỳ Lân có thể đáp ứng được là đẹp như thế này và khác biệt như thế này, tạo nên một phong cách riêng như thế này. Và một con này thì full kim, con này là cũng mặc định nó như thế này rồi, tất cả là hai bên nó là vàng nguyên khối nhưng mà đến hết full kim luôn. Còn ở dưới đây là bình thường là bằng da, nhưng mà vì khách hàng dùng á, cái da bê nó hay bị hư, lâu lâu phải thay, nó cũ nó dơ, khách hàng khó chịu quá nên yêu cầu Kỳ Lân thiết kế, design thiết kế tạo thành một cái bản ở dưới đây là bằng vàng đúc, vàng khối luôn và đến full kim đây luôn, full kim cộng với đến một viên kim cương rất lấp lánh, siêu nhỏ dễ thương ở dưới. Đó, điểm khác biệt mà hầu như ở ngoài không có. Thì đối với Vertu á, thì Kỳ Lân chỉ chọn những dòng mà chuẩn nhất và chất lượng nhất. Có nghĩa là những cái đời cũ quá thì Kỳ Lân sẽ không có làm. Kỳ Lân chỉ chọn những dòng cao cấp nhất và chất lượng nhất, có nghĩa là chọn từng cái máy phải từ ở trong ra ở ngoài, chứ không phải là ở ngoài đẹp mà trong xấu, mà trong đẹp ngoài xấu, hoặc là xử lý tùm lum, không có. Tất cả những sản phẩm của Kỳ Lân là những sản phẩm siêu tầm, cực kỳ chắc, bởi vì mình kinh doanh mà mình phải làm sao cho mình khỏe nhất, ok nhất, có nghĩa là mình chọn từ những cái chất lượng nhất thì sản phẩm mình phục vụ ra ngoài sẽ mang tiếng tốt nhất và mình sẽ giảm bớt được cái khâu mà hỗ trợ bảo hành nó cực, nên mình tự mình tạo những cái việc tốt nhất cho mình thì cũng là cái việc tốt nhất cho khách hàng. Vì vậy thương hiệu Kỳ Lân Luxury đã và đang phát triển rất mạnh, cũng như là tạo được niềm tin rất lớn ở khách hàng, và khách hàng đã tin tưởng tuyệt đối vào Kỳ Lân Luxury. Đó chính là cách phong cách phục vụ cũng như là cái từ một người đam mê và mình hết lòng với những cái gì mình đang làm, những cái gì mình đang làm, những cái gì mình đang kinh doanh, những cái gì mình đang phục vụ, những cái dịch vụ của mình đều là mình trải nghiệm hết rồi. Và những cái nhược điểm mình đã xem ở ngoài kia, mình thấy ở những lúc mà mình trải nghiệm, mình biết được có những nhược điểm gì, thì khi mà mình bắt đầu kinh doanh, mình phục vụ những cái dịch vụ của mình, những sản phẩm của Kỳ Lân, thì mình sẽ biến tất cả những cái nhược điểm đó thành ưu điểm. Cho nên là cái đó là thế mạnh của Kỳ Lân Luxury. Đây là một cái bản, đây là một bản thép da đỏ, thì nó cũng na ná nhau hết thôi, chỉ khác nhau ở một số option thôi. Có nghĩa là cây này là thép bóng nè, cây này là thép nhám nè, hai cái thép nhưng mà nó sẽ khác nhau về cái chất lượng thép, cái màu sắc của thép và cái màu da cũng khác nhau. Đối với một cây thép mà full kim đây, đây là cái thép full kim, thì đó là bản thép, thì mình sẽ có thép bóng nè, thép nhám và bắt đầu thép màu đen. Đây thép xương đen, một cái nguyên đen, đây người ta gọi là panda, cấu trúc panda, bởi vì nó có hai màu đen và trắng, giống như là cấu trúc nên người ta gọi là panda. Em hay gọi chung là
còn Panda gấu trúc. Và đây là một bản màu đen, nhưng nó là đen bóng, đen muôn luôn, đen hết, từ đầu đến tất cả mọi góc cách đều đen hết. Và nó được gọi cái tên là DLC, công nghệ mạ DLC ở đây. Và gốm ceramic da bê. Điểm khác biệt của cái máy này khác với hầu như nãy giờ những cái máy em Kỳ Lân giới thiệu á, thì ở bàn phím đây là nó là bằng Sophia luôn. Còn những cái máy khác hồi nãy giờ mình giới thiệu á, là phím nó bằng thép hoặc là bằng vàng. Ở đây là cái kính Sophia nguyên khối nè. Mặt kính phím cũng là kính bằng Sophia. Và đây là dòng cảm ứng đời này là X, VTU Constellation X. Có một dòng nữa đó là dòng ATB. ATB thì hiện tại Kỳ Lân đang cho lên bàn khối cho khách hàng, nên là Kỳ Lân sẽ giới thiệu với khách vào một clip tiếp theo. Đây là một phiên bản EV2, phiên bản mới nhất của EV2. Đối với điện thoại á, thì chắc chắn là mình sẽ đi với phụ kiện như là thường thì chỉ có bao da là chính. Thì Kỳ Lân có những phiên bản bao da. Đây những cái bao da mà Kỳ Lân độc quyền. Mỗi cái bao da Kỳ Lân sản xuất ra thì mỗi cái chỉ có một màu, một cái duy nhất, một văn duy nhất. Bởi vì nó là dạng limited và độc bản. Bao da của những con cảm ứng rút thì cũng có dạng hay nhiều màu luôn. Thì có dạng là dạng ví cầm tay, vừa bỏ được điện thoại, vừa bỏ được tiền, vừa bỏ được thẻ ATM. Còn dạng rút như thế này á thì đút điện thoại vào thôi. Mình chỉ việc đút điện thoại vào thôi. Hoặc là cái màu nâu mình sẽ bỏ cho nó đồng bộ cho nó đẹp ha. Bao da này là bao da của hãng luôn. Thường thì máy màu gì mình sẽ đi với bao da màu đó nó sẽ đẹp. Như đây là một cái màu cánh cam thì Kỳ Lân sẽ bỏ vào, rất là phù hợp luôn. Và Kỳ Lân sẽ đưa quý khách sang bộ sưu tập nữ trang của Kỳ Lân. Nữ trang thì Kỳ Lân không có làm đại trà, mà Kỳ Lân chỉ chuyên về tạo những cái mẫu độc quyền. Quý khách nào có những mẫu thích, hoặc là muốn có những mẫu theo ý của mình, hoặc là thích những mẫu nào đó mà mình tìm không ra, thì có thể liên hệ với Kỳ Lân. Hoặc là muốn biến những cái mẫu thiết kế từ ý này chút, ý kia chút, từ những mẫu này chút, mẫu kia chút thành mẫu của mình đọc, thì cũng liên hệ với Kỳ Lân. Kỳ Lân sẽ cùng ngồi với quý khách để tự design tạo nên những cái mẫu đó và hoàn thành sản phẩm. Ví dụ như đây là một cái chiếc nhẫn mà khách hàng rất thích mẫu này, và mẫu này là mẫu trơn nhưng mà khách hàng thích đính kim cương, nên Kỳ Lân sẽ thiết kế đính kim cương full ở nửa chiếc nhẫn lên như thế này. Đồng thời là khách yêu cầu gắn hộp thay vì bình thường gắn kim cương, nhưng khách hàng thích phong thủy và chỉ thích màu xanh, nên Kỳ Lân tư vấn và làm một viên kim cương, một viên Sophia màu xanh, xanh đen cực kỳ đẹp. Đây. Và điểm khác biệt so với những sản phẩm bình thường, có nghĩa là sản phẩm của Kỳ Lân là sản phẩm đúc, và chất lượng vàng, tất cả vàng của Kỳ Lân làm là vàng Âu 750 chuẩn châu Âu, và công nghệ nén thì rất là chuẩn. Quý khách để ý đi thì một số cái dây chuyền hay là một số sản phẩm vàng của một số hãng lớn thì mình rơ vào, mình cầm ví dụ như cọng dây chuyền nhỏ vậy đi, thì mình rơ vào thì cầm thử rất là nặng và rất là chắc, và màu vàng nó rất là đẹp, cái tỷ lệ pha hồi rất là chuẩn và công nghệ nén rất là ổn, nên là cầm lên mình nhìn khác biệt liền. Và đối với vàng Kỳ Lân thì ưu tiên vấn đề đó, tất cả vàng của mình là AU750 và công nghệ nén cực kỳ chuẩn, hội màu cực kỳ chuẩn, không bị đỏ, không bị mất màu sau một thời gian sử dụng. Đó là ưu điểm. Cũng thêm một ưu điểm nữa là về cái thế mạnh là lúc trước thì từ những cái nhược điểm mà mình nhận được từ những sản phẩm mình mua ở ngoài, là ví dụ như chiếc nhẫn mình đeo nó rất hột hoài. Nhẫn cưới mới lúc đầu, lúc chưa làm nghề thì lúc mới lấy vợ thì mình đã đeo nhẫn thì bắt đầu một thời gian mới đi tra hột, xong rồi vệ sinh cũng tra hột, vệ sinh chiếc nhẫn cũng tra hột, rồi đem đi rung ở những tiệm vàng để cho nó sạch bóng lại cũng bị rất hột. Lúc đó mình đã biết được sao nó bực vậy, lâu lâu mình phải đi hoài đi tra hột, mà đến mức mà nó rất nhiều quá làm biến luôn, không tra luôn, chừng nhiều quá luôn mới chịu đi á.
thì mình biết được như vậy rất khó chịu, nên khi mình Kỳ Lân làm cái sản phẩm cũng như dịch vụ này thì cái vấn đề đó biến tất cả những nhược điểm mình từng thấy ở ngoài đó mình đưa vào của mình là tuyệt đối không bao giờ được hột. Và hơn người ta một cái chỗ nữa là kỹ thuật đi cháu nhận. Mình đã so, Kỳ Lân đã so với rất nhiều, so với những đồ của hãng như Batet, Rolex, kim cương họ, thì cái kỹ thuật của họ đúng là đỉnh cao. Thì cách chia cháu, cách chia ổ hột cực kỳ chuẩn, và cách chọn hột kim cương cũng cực kỳ chuẩn. Từ chia ổ nè, đi cháu nè, và chọn hột kim lên, nó đều hết, tất cả hột đều hết, và cháu nào cháu nấy, mà đường nào đường nấy cực kỳ chuẩn. Thì mình cũng học hỏi từ những đó, và hôm nay Kỳ Lân có tự tin về sản phẩm của mình. Theo cái tìm hiểu từ các hãng lớn thì mình đã tự tin, và sản phẩm mình đã được khách hàng đánh giá rất là cao và ủng hộ liên tục và luôn luôn được khen ngợi. Đó là một điều tuyệt vời nhất của người làm nghề. Và nói thì nói bằng lời, nhưng phải có máy móc, công cụ hỗ trợ để mình ghi nhận cái lời nói đó nó chuẩn hay không. Thì Kỳ Lân cũng có máy móc để test. Thì một cái đồng hồ Patek, một cái đồng hồ Rolex thì cái tỷ lệ mà so cháu của họ cũng vậy. Mình từng hồ kim cương nè, bốn cháu nó sẽ rất là đều và chuẩn, và tỷ lệ chia ổ rất là đẹp. Và mình cách chọn hồ kim cương thôi, nó cũng sáng đều với nhau hết. Tại vì những người thợ mà hay bị làm biếng thì đôi khi có hột bao nhiêu ly đó, đúng bao nhiêu hột là quơ hết vô luôn, không có lựa. Thành ra là có hột sáng nhiều, có hột sáng ít, có hột đẹp, có hột xấu. Thua đồ hãng là vậy. Đồ hãng họ kỹ lắm, họ chọn nó đều cực kỳ luôn. Và mình cũng học phong cách đó. Nên tất cả những sản phẩm mình từ chất vàng mình chọn, hồi mình chọn, và kim cương mình cũng chọn đều. Và tỷ lệ chia ổ và mình chia ổ cũng như là tỷ lệ cũng như là cái cháu hột cũng rất là chuẩn luôn. Cũng như đối với Vertu cũng vậy. Một viên kim cương ở giữa đây, thường thì người ta mua ta chỉ nhìn vô là đẹp hay xấu, sáng hay không sáng, người ta đâu có để ý bên trong như thế nào đâu. Nhưng mà đến với Kỳ Lân thì phải có sự khác biệt đó nha. Một hộp kim cương mà than bệnh mẻ các kiểu thì giá trị nó sẽ khác, giá thành nó sẽ khác. Mà một hộp viên kim cương tuyển chọn đẹp như của Kỳ Lân thì giá thành nó sẽ khác. Đây mình sẽ xem. Có nhiều viên kim cương của khách hàng mình nhìn vô đem lại mình coi á, thấy bên trong á than chấm 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 quá trời hết, có những thậm chí có những viên bị mẻ luôn, mắt thường đâu thấy. Và đặc biệt bốn cái cháu của mình rất là chuẩn luôn nha, có nhiều cái cháu làm mà có cái cháu bị tụt cái dưới luôn, thì dùng nó sụp xịt. Cũng như là viên kim cương quá tối quá than, đó là điểm khác biệt. Mình sẽ đưa quý khách đến với Kỳ Lân bằng những bộ sản phẩm đồ da cực kỳ chắc. Từ những cái túi, tất cả này là da handmade. Quý khách sẽ được chọn mẫu có sẵn làm sẵn tại showroom của Kỳ Lân Luxury. Hoặc quý khách có thể đến showroom để chọn da, chọn chất liệu da và màu sắc da. Hoặc có thể connect qua online Zalo, số điện thoại online 0901 247 247 để mà trao đổi về cách, để trao đổi về chọn da nào, màu sắc nào, như thế nào. Thì từ những cái da thành phẩm con da như thế này, tất cả những cái da đây là nhập từ tất cả những cái nhà máy chuyên thuộc da lớn ở thế giới á, ở các nước châu Âu, và họ sẽ chuyên cung cấp cho những cái thương hiệu thời trang lớn để họ làm những sản phẩm thương hiệu của mình. Thì tất cả những cái da này đều thuộc tại những nhà máy mà chuyên nghiệp đó, nên là chất lượng da thì khỏi nói rồi. Và da cũng nhập thường từ Pháp hay là Australia hay là một số nơi như là đặc biệt là ở khu vực Amazon thì gọi là cá alligator, thì vân da nó cũng rất đẹp. Thì Kỳ Lân đã chọn những con da thậm chí là nó độc bản và limited ngay từ lúc chọn những con da như thế này rồi. Thì khi Kỳ Lân lên những cái sản phẩm như thế này, nó sẽ trở nên là độc bản luôn. Nó đã độc từ ngay con da thành phẩm để làm sản phẩm rồi, và nó biến thành sản phẩm như thế này nữa thì có phải là từ độc bản qua độc bản thành quá độc bản. Cái túi này Kỳ Lân cũng rất thích. Và một cái điều này quý khách sẽ rất ngạc nhiên, tất cả sản phẩm của mình, tất cả sản phẩm của Kỳ Lân ở bên ngoài là da cá sấu và bên trong hoàn toàn là da cá mập. Riêng về đồ da, Kỳ Lân bảo hành trọn đời, bởi vì chất liệu da cực kỳ chắc, cực kỳ xịn sò rồi, quá cao cấp rồi.
quá đẳng cấp rồi. Thì từ chắc da đến da mà toàn là da xịn sò không thì độ bền nó tuyệt đối, cộng với đường kim mũi chỉ handmade bởi Kỳ Lân Luxury cực kỳ chuẩn nữa. Và logo vàng nguyên khối đến 3 viên kim cương vương miện Kỳ Lân Luxury thể hiện cho sự quyền lực, thể hiện cho sự sang trọng đẳng cấp đỉnh cao và một cái gì đó gọi là ở rất là cao. Rất là cao với là quyền lực mà sang trọng. Đó là logo này nè. Và cái cháu Kỳ Lân cũng là làm ba cháu, ít khi nào người ta làm ba cháu để bảo vệ lắm mà Kỳ Lân làm ba cháu kim. Và những cái gì tốt nhất hết như vậy thì chính vì vậy, nhờ vậy mà Kỳ Lân mới tự tin khẳng định bảo hành trọn đời cho quý khách sử dụng. Từ những cái cọng dây thắt lưng, nếu như quý khách đeo những cái mặt dây nịt nào mà cái dây đeo của mình bị hư thì cứ mang đến Kỳ Lân, Kỳ Lân sẽ đo, hoặc là quý khách đo dùng Kỳ Lân, hoặc đến Kỳ Lân đo kích thước size của dây. Hoặc là ví dụ như vừa rồi có một khách đeo cái dây Hermès nhưng mà cái dây bị hư thì Kỳ Lân đến cũng làm. Thì cũng như quan điểm nãy giờ Kỳ Lân giới thiệu là ở ngoài là da cá sấu hết, bên trong là da cá mập hoàn toàn, siêu bền và bảo hành trọn đời như thế này theo size của khách. Hoặc là quý khách nào mà muốn làm cái mặt dây nịt này của Kỳ Lân thì trọng lượng vàng nó tương đương với 1,5 kg vàng đến 3 viên kim cương. Và dây trong là cá mập, ngoài cá sấu. Quý khách sẽ thấy một cái điều trùng hợp đây nè, chỉ camera cho em đó. Đây là từ một con cá và Kỳ Lân đã biến được hai sản phẩm, một là đôi giày cực kỳ đẹp và sang này, logo cũng là logo vàng khối đến kim cương. Rồi, tùy theo nhu cầu của quý khách, quý khách thích dây thắt lưng với giày hoặc là với đặc biệt dây thắt lưng của Kỳ Lân có hai phương án nha. Một là mình có thể xỏ ở ngoài như thế này thì cái phần đầu dư nó sẽ lộ ra ngoài như thế này đó, và nếu như không thích xỏ ngoài thì mình có thể xỏ vào trong, dây đầu dư vào trong đó. Rồi, ok. Và đặc biệt nếu như quý khách không thích đôi giày với dây thắt lưng mà thích dây thắt lưng với đôi dép, hoặc là thích túi với dây thắt lưng, hoặc là thích dây đồng hồ, hoặc là thích dây đồng hồ, hoặc là thích dây đồng hồ đây, hoặc là thích dép. Đôi dép này thì khách hàng thích chữ Kylan nên là logo vàng này thích hơn 2 chỉ vàng. Có những cái logo hơn 3 chỉ vàng, nhưng mà đôi dép này thì chiếc logo này hơn 2 chỉ vàng khối 18K750. Hoặc là nếu như không thích giày thì mình có thể chuyển qua sục. Đây, một đôi sục. Nói chung là mình muốn nguyên công lê, muốn nguyên set từ cái nào phối với cái nào thì Kỳ Lân sẽ đáp ứng cho quý khách cái đó khi quý khách có nhu cầu. Túi lớn, túi nhỏ gì ok hết ha. Hoặc là những cái túi, bộ túi như thế này, thường lúc trước thì Kỳ Lân hay làm nguyên set như là một cái túi và một cái ví. Ví đựng tiền, giấy tờ. Ví đựng tiền, giấy tờ và bỏ ví vào trong. Bỏ ví vào trong này. Đó là như vậy. Cũng như là túi lớn cũng vậy, túi nam cũng vậy, đó là túi nữ. Thì túi nam cũng như vậy. Một cái bộ túi thường thì đây, Kỳ Lân làm ở trong là da, hoàn toàn là da cá mập hết. Và một cái túi ví, một cái ví, Kỳ Lân bỏ ví vào túi. Rất là đẹp. Đây, tiếp tục một bộ, bộ này cũng rất là hay. Này có hai ngăn, bỏ được rất nhiều đồ. Và một cái ví. Nón, túi, ví cầm tay dài. Và Kỳ Lân nhớ không lầm thì có đôi dép nữa mà đôi dép khách hàng mua rồi.
Ok, còn bên đây thì có nón, có ví và có bóp cầm tay. Đây là một cái túi mà Kỳ Lân rất thích và Kỳ Lân cũng đang sử dụng luôn. Đó là túi xách như thế này, bên trong rộng lắm, có được 2 ngăn. Đây có cái đặc biệt cái logo Kỳ Lân làm, đây là vàng nguyên khối. Logo này gần 3 chỉ vàng và đính kim cương lên chữ Kylan. Và đây là cái rương. Cái rương này để mà đựng đồng hồ. Đó. Chứa những cái đồng hồ sang, những đồng hồ VIP vài tỷ, rất là hợp lý. Cũng như là Kỳ Lân chuyên sưu tầm và giao lưu với quý khách những cái bật lửa độc, đu bông, đinh hiu, cặp tia. Vàng bạc khối nè, đu bông bạc khối nè. Vàng khối, vàng bà bọc vàng. Rất là sang. Những cái gì mà hiếm nhất, những cái gì mà hiếm nhất, những cái gì mà độc nhất thì Lăng luôn sưu tầm và giao lưu với khách. Hoặc là những hộp xì gà. Hộp xì gà này Kỳ Lân cũng chuyên về sưu tầm những hộp xì gà. Như đặc biệt Kỳ Lân chọn những cái gì mà nó mang tính chất giá trị nhất. Và thương hiệu này thì cũng là top 25 năm 2018 số 1. Một trong những top 25 năm 2018. Đặc biệt là trước giờ thì trước giờ thì mọi người và quý khách hay quen thuộc với xì gà Cuba, thì bởi vì xì gà Cuba là cũng gia nhập Việt Nam sớm và đầu tiên nên hầu như ai cũng biết. Nhưng về chất lượng thì đối với ngày nay thì cái vận chuyển hàng hóa giao thương qua lại giữa các nước châu Âu về Việt Nam á, nó châu Âu, châu Mỹ, các nước trên thế giới về Việt Nam nó sẽ trở nên đơn giản hơn và thuận lợi hơn, dễ dàng hơn, nên là mình bắt đầu gia nhập được những cái loại rất là ngon về và dần dần người hút, người trải nghiệm, người biết sử dụng thuốc và người biết hút thuốc và người biết sử dụng xì gà quen thuộc rồi thì người ta sẽ tự động hiểu được là những cái gì ngon nhất. Như Kỳ Lân trước kia thì cũng vậy, biết Cuba thôi, nhưng mà sau khi gia nhập được những cái sản phẩm này về thì bắt đầu mà thấy được là xì gà này ngon tuyệt vời, không phải xì gà Cuba là ngon nhất. Đó là do mình biết chọn và mình chọn những cái đồ nào mà nó mang độc và đặc biệt là nó đẹp nữa. Không phải là nó ngon không mà nó phải đẹp. Ví dụ như này nó ngon nè, nhưng mà nó đẹp. Nó ngon nhưng mà nó đẹp nữa, đẹp thứ nhất là tặng nó giá trị từ cái chất liệu bên ngoài, hộp gỗ nè, cách bảo quản, cách đóng gói của nó cũng rất là sang nè. Và đặc biệt là không sợ nhái xì giả, bởi vì xách tay trực tiếp về rồi thì chất lượng tuyệt vời, mà nó là một trong những cái thương hiệu ngon nữa. Rồi, như vậy thì Kỳ Lân tạm giới thiệu sơ qua xong về những cái sản phẩm của mình. Có rất nhiều sản phẩm Kỳ Lân sẽ cập nhật nữa tại website của mình. Sắp tới Kỳ Lân sẽ ra một phiên bản dòng nước hoa đặc biệt, nước hoa đặc biệt. Hy vọng là quý khách sẽ đón xem. Và rất nhiều sản phẩm hấp dẫn sẽ ra mắt nữa, những cái gì sưu tầm độc nhất sẽ ra mắt nữa, những gì mà mang tính chất lượng nhất sẽ ra mắt nữa. Rất mong muốn quý khách hãy truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com hoặc là connect qua Zalo hoặc là gọi hotline 0901 247 247, fanpage hay là YouTube, TikTok đều có Kỳ Lân Luxury. Và một lần nữa Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công. Và đến với showroom của Kỳ Lân Luxury để giao lưu cùng Kỳ Lân nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.